Và có như thế là chúng tôi đã đến địa điểm các bạn ạ, rất là đông. Đây. Và có như thế là ngày nào em phải tính là ngày đấy chứ. Mình tiêm từ hôm nào chị Yến nhỉ? Chị Yến tiêm từ hôm nào ấy nhỉ? Tiêm được 3 hôm rồi. Ồ dạ 3. 3 hôm. Từ hôm thứ mấy? Thì là nhà hàng đã hết chỗ rồi, phục vụ về chúng ta. À tướng chủ nhật. Đâu rồi? Được đứng buffet chụp đứng. Chủ nhật. Đây và chúng tôi sẽ ăn chủ nhật, cái thứ hai, thứ ba, ngày ba rồi. Tiêm thứ 7 mà. Tiêm chủ nhật, chủ nhật. Ngồi đất. Nhớ là tiêm trong bài sốt con xem bóng đá cơ mà. Ghế rồi. Ghế tao không ngồi, không ăn. Em ngồi với. Đi đi xuống đây chỉ quay vlog thôi. Chơi thôi. Chị rất là rảnh. Đóng phí cái này là tiền mà. Tao không rảnh nhưng mà tao trả tiền mà. Cần những cái sự cảm hứng ấy. Ai chị ra để trả tiền. Đi để trả tiền mà. Thế thì sao? Cảm ơn chị rất nhiều. Không. Tự nhiên mình ra đây mình xem thử món ăn nào. Cảm thấy bọn em đi tiền. Thế là chung rồi. Thế là tất cả cái mặt không quay. Nghĩ gì? Tao tắt rồi. Anh Giang sao em không nhìn cái gì? Những cái xin que. Thế mà ăn là con gì? Không hiểu đâu, kiểu gì mà suốt ngày nó bị mũi đốt á. Em bị một tuần nay em chưa khỏi rồi ạ. Không hiểu kiểu gì, mũi trâu. Mũi trâu. Dịp lấy dịp để. Amiro đọc ạ. Cái đấy có phải tôm. Hốc này. Đấy. Thôi chúng tôi theo chân tìm gãy đi ăn xin que. Muốn đầu anh à? Muốn đầu anh á? Muốn đầu. Nhà hàng hết ghế các bạn ạ. Thế bỏ cái đang để đấy xuống đất, cho cái ghế đấy cho con Nhung xem nó ngồi. Ghế đấy hỏng em ngồi hai đứa này luôn. Em đến phát luôn đưa em cái ghế này, may em thủ sẵn thế. À em gái bét em gái đúng không? Ngồi này tí nữa rồi, tí nữa rồi nhưng mà mình vẫn nên chấm xuống. Mày chấm như thế mày chấm cái gì hả con Nhung kia? Bạn tự tưởng ra. Ai tưởng ra? Như anh Nhiên bảo em là Hoàng Anh có ăn đi xong Nhiên trả tiền cho. À ok. Có cái gì lấy hết xuống. Xong thì đếm que à? Xong thì đã đếm que à? Mày đi mua đi luôn. À trên này quán đầu tiên. Xong rồi đếm nhỉ? Cái gì? Không. Tự nhiên nó bảo là tự mình không ăn Milo dầm nữa. Chứ nó cho mình chi mình Milo dầm ta chỉ. Ê mua đây bao nhiêu người bấy nhiêu cốc. Cốc đi đúng không? Mời chị em một cốc cho tao. À được. Không, ta không ăn cái đấy. Đây, chị phải ăn. Bọc má đây, bọc này. Không ăn cái đấy. Đây, mời chị Yến 5 nghìn nữa. Đâu rồi? Kinh được các em mời Milo dầm các bạn ạ. Milo dầm chị Yến mời mình lại. Kinh. Mình được mời, mình đi quay vlog, mình được mời Milo dầm. Các bạn thấy mình vất vả từ trên công ty nên mình quay vlog bọn này. Nó chỉ có ăn không, nó chẳng nói gì. Nó ăn không nói gì chúng mày. Ăn phải tập trung cái gì? Bố mẹ ông bà dạy rồi, không được nói. Đúng rồi, ăn mà nói. Ôi, đau dạ dày đấy. Không biết nói chuyện. Ăn mà nói là mất hết phần đấy chị ạ. À. Hay rồi. Đúng chất của Patea luôn, ăn sợ người ta ăn hết phần. Nói sợ người ta ăn hết phần của mình. Patea. Tôi đang ăn. À. Thôi, ăn không ăn đấy. Không ăn. Không chỉ không ăn mà mụn thì không ăn được. Ăn một miếng thôi mà. Một miếng mà béo là được. Mọi người không biết là cái que là cái que dính lời nguyền. Ăn một miếng thì sẽ phải ăn miếng thứ hai hoặc thứ 20. Thề luôn. Đã rắn nhiều nem dẹp rồi bà. Ừ. Bây giờ chúng nó sẽ ăn bao giờ? Chị nhìn em xem rồi em cướp ghế. Mày đâu, sang đâu. Có ghế. À thôi. Chúng giam được ạ. Hình xăm được ạ. Chúng thành công. Được ạ. Em ngồi xe đây cho chị, em ngồi mới. À. Được ạ. Nhưng mà cuộc đời thì tôi nghĩ là nó phải có ghế ngồi từ ban nãy cơ, bây giờ nó mới có ghế. Chị em với anh em được. Thế trước khi mà em chơi với chị thì em chơi với chị Nhung, em với còn gì nữa. Tôi quay vlog cho mày, tôi chán quá các bạn, thích cứ ngồi nó ăn đấy. Ơ sao xúc xích có ngô à? Cái ngô ở giang ra kìa. Vâng. Đây là lạp sườn á. Rất là hấp dẫn. Ơ này, cái đây của chị này. Không phải đâu. Không phải cái đấy, không phải. Chị để em. Điện là cho mọi người biết là một đống đứa đi với nhau thì mình phải. Người để mà mô tả người thì người ta không dùng từ một đống nhưng em ạ. Em gọi từ một đống. Một đám. Còn một đống thì người ta thường mô tả những cái thứ nó hơi. Nó hơi thấp hèn. Không phải. Nó hơi nhão nhét. Vẫn ăn ngon. Nhiên hình như Nhiên đang trong 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 quá trình ép cân là Nhiên. Được không?
sinh. À, em quên mất rồi, em tạm thời em quên mất. Em đang tập gym 2 tuần. Thấy chưa? Không giảm được lần nào. Em cũng tiêm vaccine có một hôm giảm cân rưỡi chị ạ. Học rồi ạ. Đừng yêu ra ghẻ nhá. Cái gì? Cái gì đấy? Nick Face là da ghẻ nhá. Đúng bé đúng không? Không phải, Nick Face là da ngã chụp ảnh nào. Chị Yến, tao bắt nào mà tao vẫn còn đâu mà đấy. Không, anh xuống. Cạ mày. Phải chụp. Mà nó chụp ảnh tao có tâm ghê luôn á. Chị đâu? Đây. Không thấy, ra rồi. Đấy, chụp ảnh với tao thấy à, nguyên mỗi cái khẩu trang. À. Tắt rồi phát. Đấy, thằng mua cái gì Milo giùm mình lần. Ông đâu? Kia. Bắt chụp ảnh đấy đây. Nhanh lên. Đấy, đây dừng rồi. Đâu về? Nhanh. Đâu về? Đây, đứng ở đây. Đấy, đứng ở đây. Cháu ở kế, các bạn lấy kế. Đó, lấy cái đi. Cái gì? Lại phải xin kiểu nước này. Ông không có thể đúng không? Một. Vâng, vâng. Cho chụp cái ảnh này. Nè, tao đâu? Con cửa thằng 56 mày. Đâu? Đấy, con cút. Mày nhanh lên đông nào. 1, 2. Ok, rồi, có thêm một đứa bé. Mày đi lên ghế tao mày. Đông. Đâu? Kìa. Thằng Giang, ai mày cho mày ăn cái đấy của tao. Bà nướng cho thêm tăm cái này nữa. Cho mày 100 cái mày đặt tiền nhá. Tao cũng tiền đâu. Đây, của chị đây. Đây, em cầm tương ớt cho chị chấm. Này. Đây, mày bảo ai cầm lấy. Ừ. Ôi, không chấm tương ớt, cay. À, mọi người cầm cái kìa, cái giấy kìm cậy. Chiều vui vẻ. Rồi ăn này. Em ghế em đâu? Mày bỏ cái đồ kia xuống cho mày đem một cái ghế đấy đến. Là cái gì đấy? Hạch. À, đá. Sữa ông thọ. Sữa ông thọ. Thế tôi ngồi đây tôi không biết lúc nào tôi ngồi đây ạ. Tôi đi bà. Ô thế chị ngồi vào đây đi. Không, nó ngồi đây. Ngồi đây ngồi chỗ con tụi em. Đây để con ngồi. Ơ tôi chỉ đái. Ê chị Yến ơi. Ủa chị. Ôi cái cốc này nó thật coi như là nhiều đá chóc 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 chóc. Cái này là gì ấy? Nghe tiếng nha các bạn. Mày. Phê quá mày. Ôi. Tát nó, không biết tát nó. Đứng dậy luôn, đứng dậy nhẹ. Đừng lau. Đứng dậy, nó đứng dậy. Cắm lại. Khổ quá, từ bé lớn người ta chưa uống ngay bao giờ. Thôi mày dây anh đạch đi là được. Mày dây anh đạch đi được. Thế sao lúc mà em chọc với chị không ăn cả em đi? Tao chưa ăn cái này bao giờ. Em thế. Cái này may mày cho tao uống vào với. Ôi mệt quá không cầm. Ngon không? Nướng không kịp tốc độ bà dán không kịp tốc độ ăn của cái đám này. Nó ăn gì ngày kia vẫn no gì ạ? Đỡ từ cơm. Ăn rồi đấy ngày kia. Ăn đi tí là không hết mang về nữa mà. Trời ơi, em phải gọi khoảng tầm 20-30 xiên mang về. Ấy à. Con nữa cơ mà đúng không? Chứ bây giờ Giang con có được đi đâu đúng không? À. Mua Giang con này cho nó đi. Em phải mang về cho ấy. Tuy các em thích gọi bao nhiêu các em gọi về các em trả tiền chứ liên quan đến chị đâu. Không, em trả tiền thì nó lại ấy. Cái này nó dính lại. Không, em nghe đi câu thoại của chị rồi. Chắc là bị lẫn thoại, giao nhầm thoại hay nào. Nhảy thoại đi. Nhảy thoại. Ôi. Tình áo thoại. Mà chị Yến, bây giờ em mới hỏi thật chị. Thật ra không điều gì. Cái series kiểu gì mà con Vân đang từ học giỏi thành học dốt. Từ biển. Con hết nhỉ? Ừ, ngon hết. Ui mẹ ơi. Bỏng tụt răng. Con Vân có học không? Rồi nha. Rồi nha. Biết thế ạ. Tim con Vân đi ho, con Vân đi là gì? Thời gian con đi. Cái gì đấy? Con ai đấy? Ơi là 2 mét rồi. Đâu ông đâu? Nó vừa đứng trước mặt em sợ. Ngấm em sợ. Nó vừa trước mặt em sợ. Con bà kèn. Bà kèn. Thế mọi người nhìn thấy mồm nó là giống mồm bắt tới chưa? Mồm gần cam tôi nhất này. Đấy. Mồm ghê rồi. Mồm mày nữa. Vân là người vận chuyển à? Người vận chuyển. Nó rủ đi ăn chiên mấy hôm rồi shipper. Mà nó ăn chiên đâu, tao có thấy nó ăn chiên đâu. Nó ăn gì kìa? Ăn Milo dầm. Thì các bạn lần đầu tiên tôi ăn Milo dầm. Ẹn đấy mà.
Milo dầm đá thạch các thứ thứ thứ. Thế ở quê mình cũng có cái món này kìa. Bình thường là có bánh mì kem. Đúng không? Cổng cổng trường em ngày xưa đi học cũng không có món đấy chị ạ. Thế có gì? Em không nhớ. Cái gì chả có cái này. Thế mày có đi học không? Có. Nhớ học không? Không nhớ học. Nhớ học ở trên Việt Trì. À. Nhưng cấp 1 em mới học ở... Cấp 1 hồi mình học chưa có cái này. Cấp 1 chỉ có cái này. Ôm mai, ôm mai. Ai bảo chưa có? Ở chỗ nhà em nó không có. Có thật. Anh sao ấy? Không nhầm nhầm, tôi bảo trong này. Chỉ có những cái ô mai 500 năm thôi. Ở mấy 500 ô mai 500 bé bé như này. Ô mai kiểu chữ Trung Quốc ở đó á. Không vui mấy các bạn nhỉ. Ô mai hoa anh đào. Ô mai hoa anh đào á. Chứ mấy cái này có đâu. Chứ bỏ cái này bỏ không có đâu. Nhưng mà cái ô mai hoa anh đào hơi ngon đấy. Trời ơi. Ô mai này bây giờ vẫn có bán mà. Vâng, vẫn bán mà. Chúng sinh này có ngu à mọi người? Chúng sinh cái có cái có ngu, cái không có ngu. Chúng sinh cái đấy em của anh làm có ngu đâu. Bạn thân thằng Giang ăn được cái có ngu. Không, ừ, không, không thích ngô. Có ngô là cái lạc trơn. Không được không thích. Không phải chúng thích ngô, ăn nó cứ gì ạ. Ăn nó cứ ngô ngô ạ. Chúng thích ngô, ăn nó cứ ngô ngô. Ăn nó có vị bắp á. Các bạn bảo vào chứ thì mày chết. Mình phát Milo các bạn ạ. Ngoài con cho bài cái bụi Milo. Hít phát sặc luôn. Làm mình dầm dầm ra chứ. Thầy hít thế. Ở đâu cũng hít. Thầy hít thế. Ăn thẳng ngay á. Cái bột kia nó to hơn còn chả sạc cái bí. Ở đây là có xin que tròn. Cái đấy là cái đấy hình trang bị rau quả không không ăn. Từng bài chị ăn mắc cơm không ăn đâu. Đúng rồi. Nêm tiền của chị đấy. Không ăn nữa, toàn mưa rồi. Đúng. Lót giấy ạ. Mấy điên à. Em đợi chị đâu. Ông 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 ông. Mày chết rồi, chết rồi, chết rồi, đốt rồi, chết rồi, đốt rồi, chết rồi, đốt rồi, đốt rồi, đốt rồi. Đúng là em ý xấu với chị. Xin lỗi. Cái mày không lừa mày vẫn phải xin lỗi. Vì sao? Nhanh xin lỗi đi. Xin lỗi đi. Nó cắn đấy. Xin lỗi. Đấy, nó vây câu đấy. Nó cắn đấy. Cắn đấy. Quá nhiều nó xin lỗi đi cả nó cắn ai, cắn mày hay cắn thằng kia. Đây là đây. Cắn em. Mày xin lỗi đi cả nó cắn tao ấy. Biết bảo. Thì tao bảo dầu đấm thịt mày. Dầu. Đấy. Các bạn là thằng gà ấy. Bây giờ mình sẽ cho chúng nó gọi nhiều, gọi ăn thịt nhiều mà. Xong mình về tí mình té. 500 nghìn á. Xong mình về không trả tiền. Mà Nhung mới phải trả tiền. À Nhung không đi xe ô tô, không biết mang tiền đâu, mặc bộ của nó ngủ không biết mang tiền. Bóp bóp cất ở trong này. Mang bóp này, mang bóp. Đi, cô kia nằm đậy, cô mẹ đó. Nằm đậy ok ạ. Ừ, chị sao? Em buồn cười. Em buồn cười gì? Câu chuyện Nhung thú vị vãi chưa? Thôi em chơi thấy trẻ con nằm đấy bao giờ. Tao không nhìn bên kia. Ấy nó nằm kìa. Em ngửa thấy chưa? À tao thấy rồi. Ngủ ngủ. Có cái thảm cỏ nó trong đá mà. Nhưng mà quay nó nằm ngủ ở ra đấy á. Hai bố mẹ đến muộn ấy. Thường sau này con mình sẽ phải đi đón thật sớm. Ai đứng bên mặt vẫn đang ăn. Vẫn cứ là đang ăn. Tại sao có thể người ta bảo cái cốc này người ta đừng cho thạch, người ta chỉ cho Milo với đá thôi được không? Được ạ. Ừ ăn cho cái thạch và ăn. Thiệt gì cấm. Có 5.000 thôi. Mày nói thiệt. Bây giờ không cho thạch vào sợ bị thiệt các bạn ạ. Nhưng mà Milo cái đáng sẽ ngon hơn. Con không quách người đâu, không lớn được đâu. Ờ nó khôn, nó khôn bé ở người đại lắm. Có anh người. Đa nghi quá. Con Niên nó khôn nhưng mà nó còn béo hơn à, nhầm mũm mĩm lên được. Kiểu nó vừa phải thôi ấy. Đúng rồi, nó khôn vừa phải thôi. Nó lại khôn quách người. Nó hai lại khôn, khôn nở và khôn héo. Khôn nở, khôn héo. Thế Nhung xem thuộc loại nào? Em thuộc loại rơi men. Rơi men. Rơi men lạc. Cụm từ mới các bạn ạ. Bây giờ cái máy tính của mỗi cái men này là cái quan trọng nhất. Có nghĩa là cái bộ mạch, cái vi điều khiển ấy. Ý chị Nhung là chị Nhung không thể khôn được. Cái là rơi men là cụm từ mới. Kiểu ngày xưa là gọi là ẩm IC đấy. Mất IC đấy. Mấy cái máy xèng ngày xưa là mất IC đấy. Giờ Nhung nó hỏng luôn cả men rồi. Còn bọn em ăn ngư tài là ăn không kịp luôn. Chị Nhung lấy xuống Hồ Vân là cái gì? Ăn hết ga luôn. Chị Nhung lấy xuống Hồ Vân là cái gì? Nhưng mà chị Nhung lấy xuống Hồ Vân là gì? Đây là một quán ăn vặt cổng trường các bạn ạ. Gần chỗ chúng tôi. Không, còn gì nữa. Chị Nhung lấy Hồ Vân, à chị Nhung này á? Ừ. Ta thường bảo mày phải trên mày. Anh quên một cái đinh vòng ở đây. Ở anh cái tại anh không có em là Nhung bao giờ. Thế anh là gì? Mất men. Mất men. Mất men. Rồi mình. Cái này nó. Nhung ngã cây.
Đúng rồi. Nhưng mà vai con nhà nghèo mà tóc bây giờ tóc nó vàng và xanh lè lét à? Xanh lét đấy à? Em thì đại dương mênh mông gì ạ? Đại dương mênh mông. Em chửi thoát. Con tóc con nhà nghèo tóc xanh lè lét. Đại dương mênh mông. Nghe số lỗ lúc lúc mấy đấy sao em đóng nhiều vai nghèo quá đấy. Hôm nay nó còn tóc em khuyên nó như thế. Em khuyên nó như thế à hả? Cái tập hôm nay con Vân nó đã trúng sổ số được 10 triệu, nguy cơ ngày mai nó nhuộm tóc đỏ. Tập ngày mai là cái gì nhỉ? Tập ngày mai tao chưa làm. Chưa, chắc là phải ngày kia bọn em mới quay phim tiếp. Vì hết quần áo chị ạ. Hôm nay có phim rồi. Hôm nay có phim. Em thiếu tiền đâu đúng không? Thế em trả tất luôn đi. Không ạ. Thế mà tất em thiếu tiền đâu? Em là em còn về em nuôi em Giang em nữa, em Giang em đang vừa ngã. Nuôi em Giang em nữa. Nó ngáo với mẹ nuôi nó. Hôm qua em còn tắm mụn nó. Ôi trời ơi. Cái gì? Trong khi lúc em ra ngã thì em ra đi tìm Ngọc với Phương Anh chứ không tìm với Hoàng Anh. Tìm Vân. Nó đi mua cơm cho Vân. Ôi lộ rồi. Lộ rồi. Lộ rồi. Thôi xong rồi. Không như mọi người nghĩ. Mọi người có nghĩ như em nghĩ đâu. Vân, cho tôi nói bảo. Mà nó lại tưởng mọi người nghĩ như cả nó nghĩ. Chả hiểu đi ăn với cả Bích Ngọc với Phương Anh kiểu gì mà ngã được sẽ chịu vậy. Ba chị em đi ăn với nhau. Thế là mọi người lại nghĩ. Có mỗi thằng ấy thương tích. Hai đứa kia không sao. Không biết các chị làm gì em. Hai đứa kia không sao hết. Thằng ấy đi xe đạp điện à? Đi xe điện ngã được rồi ấy. Đi xe của VR thì đi xe đạp điện gì nữa. Thế à, tưởng đi xe của thằng Phương Anh. À, Phương Anh chính là VR. À lúc đấy nó bảo không, nhưng mà nó bảo Phương Anh em lại nghĩ là con trai. Nó giáp vào mày à? Em gọi FaceTime nó mà. Đếm đếm que các bạn đếm que rồi tôi đếm. Có 2 que rồi. Mình điên à? Bà ơi đếm lại cho bà nhá. Đếm đi đếm nhưng đếm không. 2 này. 4 này. Ơ đừng có vứt xuống dưới. Nhặt lên lên. Vứt xuống dưới đâu? 6 này. Đây đâu? Thằng chú hiếu của ai? 8. Con này nó có cái nhá. Điên à, đi vứt xuống dưới. 10 này. Cái này mình chưa được 50 que. Bay dài này 2. Hơn ăn mệt nhỉ. Mười bốn, đứa nào ăn mất dậy kìa. Chính nó. Có chung chưa? 16, 18, 20, 22, đến mẹ. 40. Nãy giờ ăn được có 2, 24, 26. Đấy là tầm này tầm 60, 30, 32, 34, 36, 38. 40. Ê, kinh phết. 42. Ây da. 44. Rồi. 46. 48. 50. 52. 4. 54. 56. 58. 60. Ôi nhỉ. 69 que. Đếm đi, đếm tay đi, chỉ tay đi, 60. 61. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 6 7, 8, 6, 7. 6, 7. Nói chung là nó phải ngót nghét trăm que bọn này nó mới có hiện tượng dừng lại các bạn ạ. Bọn nó chưa ăn xong đâu bà. Tròn trăm thì nghỉ ạ. Đang là 68 à bà, đang 67 à. Cho 3 que nữa cho tròn 70 đi ạ. 70 không cho trên 30 que nữa ăn cho tròn trăm ạ. Từ đá vậy ạ. Mình phải mang về nữa. 20 que. Thế chúng mày không định để cho bà về à? Đang tạo kinh tế cho bà. Đây gọi là đang cung và cầu, cung cầu, cung và cầu. Vẫn đang ăn, chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi đã thì. Cô que cái này là Coca đúng không? Không, Pepsi ấy. À, con miền kìa. Nó đi vào đây làm gì? Nhưng ai đấy? Nhưng mà sao nó lại xấu được thế? À, tự nhiên bắt được. Đem đông riêng nữa cho miền đây. Tự nhiên bắt được ở đây. Thế là cô em gái Út Thủy Anh không hẹn mà đến. Đây, ghế đây em. Chuyên cho bà chứ không lấy được của bà. Đúng rồi. Hết 75 triệu rồi bà nhá. Ôi, nổ. Hết gà bà rán cho bọn em hết gà luôn. Tôi đi về đây các bạn ạ, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ bọn này nó ăn xong nữa rồi. Tôi về rồi, tôi đi về đây. Miền. No. Sao lại gọi nó là miền? Thú vui ba miền. Sao lại thú vui ba miền? Mì ba miền. Nhà tối nó không học kìa.